多钱咱也知道。Xin hỏi nhé, ông nhân dân bị cơ lực tiên. Thưa ông thì sau khi mà có được cái thông tin thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của mình đã có cái cử hai xe tới hiện trường. Vậy thì theo ông thì cái nguyên nhân ban đầu của cái vụ cháy này là sự như thế nào? Và có phải là do cố tình hay là do vô ý hay là mình có xác định những cái yếu tố đó trong cái vụ cháy này hay chưa? Và cái ước thiệt hại thì không có thiệt hại về người, nhưng mà về tài sản thì có ước thiệt hại được hay chưa? Về tôi trả lời luôn là về tài sản thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các cơ